Hiểu người sử dụng đó là muốn trang bị một thiết bị mà có thể là vừa có được chức năng sưởi ấm, vừa có thể trở thành một cái vật trang trí trong nhà tắm, cũng như là có giá cả phải chăng. Thì tập đoàn đèn sưởi nhà tắm Han đã cho ra đời về chiếc sản phẩm đèn sưởi nhà tắm Copman K3BH. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dòng sản phẩm này. Sản phẩm đèn sưởi nhà tắm Copman K3BH này được sử dụng là 3 bóng hồng ngoại vàng với công suất là 825W và sẽ rất phù hợp đối với diện tích phòng tắm khoảng từ 4 đến 6 mét vuông. Và khi sử dụng cũng rất là đơn giản. Khi các bạn đã cắm nguồn điện được vào rồi thì các bạn sẽ sử dụng công tắc, một công tắc cho một bóng ở giữa và một công tắc cho hai bóng ở hai bên. Do vậy các bạn có thể sử dụng đến tối đa là 3 bóng hoặc cũng có thể linh động lựa chọn là chỉ sử dụng một bóng thôi hay là sử dụng hai bóng ở hai bên thôi.